ngày 29 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Lê Phước Thành, sinh năm 1996, quê An Giang, để điều tra làm rõ hành vi mua bán, tàn trữ trái phép chất ma túy. Theo điều tra, khoảng tháng 8 năm 2022, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Bộ Công an, phát hiện đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp với số lượng lớn từ nước ngoài về Bình Dương để tiêu thụ. Các đối tượng đã ngụy trang ma túy trong các gói đựng bánh kẹo mang các nhãn hiệu nước ngoài chưa qua sử dụng và gửi qua đường bưu kiện hàng hóa vận chuyển về Việt Nam. Ngày 23 tháng 9, các trinh sát phát hiện đối tượng Thành đang tàng trữ ma túy trên đoạn đường Thuận Giao 24, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An nên tiến hành bắt quả tang. Tang vật thu giữ 5.400 viên thuốc lắc có trọng lượng hơn 2,1 kg cùng nhiều tang vật khác. Qua làm việc ban đầu, đối tượng Lê Thành Phước khai nhận số ma túy trên có nguồn gốc từ nước ngoài nhập về Việt Nam để tiêu thụ trong nước. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.